chỗ bơm nước điện rồi mà con. Nước điện gồm có là loại 2 ngựa là 3 ngựa. Loại 2 ngựa là ống 90. Vô ra 90. Và loại 3 ngựa là vô ra 110. Thôi 3 ngựa là 110 nè. Xài điện gia đình đó nha. Này là bơm siêu tốc luôn á. Con bơm là vô tư luôn. Điện 220 gia đình mình được rồi. Đây, 2 ngựa là ống vô ra 90 nè, không? Còn 3 ngựa là vô ra 110. Có đồng hồ có quên rồi sẵn rồi con canh này xài thôi. Đây là hàng Việt Nam chất lượng cao nè. Này là Thiên Long luôn. 100% là dây đồng nha. Rồi là có nhu cầu luôn 0.8 6 3 5. Con mua cho phù hợp nha.